Ngọc Lan xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình cùng với Ngọc Lan ngày hôm nay. Và thật dễ dàng để cho quý vị và các bạn hoàn toàn có thể quan sát được là máy ép nước mía để bàn Takeo TK750W ở đây được làm bằng 100% là chất liệu là inox. Và thêm vào đó là máy được trang bị một công tắc để tắt mỡ, đồng thời là công tắc đảo chiều nhé. Và để có thể ép được nước mía ra ngon sạch thì quý vị và các bạn cần phải nạp nguyên liệu vào, đó chính là cây mía của mình, đưa vào họng nạp này, sau đó sẽ được đưa vào trục ru lô, nên là cây mía của chúng ta sẽ được giữ lại và được ép nước một cách sạch nhất có thể nhé. Và sau khi nước mía của chúng ta được ép xong thì sẽ đưa xuống miệng xả là phần ở phía bên dưới. Máy được trang bị vào đó là một tấm lưới lọc rất là dày dặn, cũng được làm bằng 100% là chất liệu inox. Sau khi ép nước mía xong, những cặn mía sẽ được loại bỏ hoàn toàn để cho nước mía của mình là xanh sạch nhất nhé.